Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khang Garden TV. Ngày hôm nay Ngọc Khang Garden TV sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn cách chăm sóc cây vàng lộc. Có thể nói đây là một loại cây trong nhà được ưa chuộng nhất hiện nay, với cái màu đỏ rất là quyến rũ, phù hợp với người mạng hỏa. Thì đây có lẽ là một cái loại cây được các anh chị lựa dân văn phòng lựa chọn nhiều nhất để trên bàn làm việc, hoặc là để ở phòng khách trên bàn của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để chăm sóc được cây vàng lộc này nó luôn bền với thời gian thì xin mời các anh chị và bạn hãy xem video clip sau đây nha. Xin mời. Trước mặt các anh chị các bạn đây là loại cây vàng lộc lá đỏ các anh chị nha. Nó có mấy cái dòng mà cây vàng lộc, tuy nhiên mà cái loại lá đỏ này thì nó rất là bền. Đây nó có những cái loại vàng lộc như thế này nữa các bạn, vàng lộc nó không có lá đỏ, nó có lá màu xanh. Thì cái dòng vàng lộc mà lá đỏ này là dòng vàng lộc mà bền bỉ nhất khi để trong nhà các bạn. Vậy làm thế nào để chăm sóc được cái cây vàng lộc này nó được xum xuê và nó được đẹp? Thì các bạn hãy lưu ý một điều, ông cha ta thường nói thì nhất nước là nhì phân, tam cần mà tứ giống. Thì các bạn hãy nhìn xem cái chậu cây vàng lộc của mình đây. Cây này trồng được một tháng rồi các bạn nhé. Và các bạn hãy xem nè, mình để hai ngón tay thôi các bạn ha, thấy không? Mình để chỉ cần hai ngón tay thôi là các bạn thấy cái độ nhẹ của nó cỡ nào. Thông thường là cây vàng lộc là cái cây nó không chịu nước các bạn, nó cứ nhịp ở trong cái rễ đây là nó sẽ bị thối. Thì làm sao để chúng ta nhận biết được cái cây vàng lộc nó thiếu nước và nó dư nước? Thì các bạn để ý rằng những cái lá chân ở dưới này, nếu như nó có hiện tượng và nó vàng và nó đen ở phần cuốn dưới gốc này, nó đen và nó rụng lá thì đương nhiên là cái cây của chúng ta dư nước. Thì để biết chắc nó dư nước không, các bạn cứ xách lên nữa, các bạn cảm thấy rằng nó nặng, và kiểm tra ở phần dưới gốc nó mà nó ướt nhịp nhịp nữa thì đương nhiên là nó dư nước các bạn. Còn cái việc khô nước, làm sao để chúng ta biết nó khô nước? Thì các bạn hãy nhìn những cái chiếc lá của nó, nếu nó không có căng, tế bào lá nó không căng ra và nó có hiện tượng là nó co lại, cái lá nó không có thẳng thì đương nhiên cái lá là nó thiếu nước các bạn nhé. Lúc đó các bạn bổ sung. Thông thường thì chăm cái cây vàng lộc chúng ta hay quên một cái điều là chúng ta cứ tưới nước vô là chúng ta nghĩ rằng nó đủ nước, nhưng mà thực tế thì việc chúng ta tưới nước, chúng ta hết sức lưu ý là khi chúng ta tưới nước vào thì nước lần đầu tiên nó sẽ ngấm một cái phần ở phía trên từ cổ xuống. Lần thứ hai chúng ta tưới nó sẽ ngấm xuống ở phần giữa lưng chừng của cái chậu, và lần thứ ba thì nó mới xuống tới đáy. Do vậy việc tưới một cái chậu cây trong nhà mà nó được đủ nước cho cây thì các bạn phải tưới từ từ, các bạn tưới 3 lần thì nước nó mới ngấm đủ cái chậu cây các bạn nha. Một điểm mà lưu ý để cho chăm cây vàng lộc thì thời gian tưới nước các bạn nên tưới vào buổi sáng sớm. Sáng sớm là khoảng thời gian cây mới có chức năng hút nước các bạn. Buổi tối cây không hút nước nữa, các bạn không cần phải tưới nhé. Các bạn tưới buổi tối thì càng làm cho vi khuẩn gây bệnh và nấm sinh sôi phát triển thì nó dễ gây chết cây. Ngoài việc mà đảm bảo việc tưới nước thì các bạn cũng lưu ý là cái cây vàng lộc các bạn nên lựa chọn ở vị trí có nhiều ánh sáng các bạn nhé, có nhiều ánh sáng nhất để các bạn đặt, thì cái cây đảm bảo về cái màu tông màu của nó và cái vẻ đẹp của cái lá nó sẽ được giữ nguyên như ban đầu. Nếu các bạn đặt ở vị trí thiếu ánh sáng thì cái lá nó sẽ chuyển về trạng thái nhợt nhạt, cái màu nó không còn nổi lên như ban đầu các bạn nhé. Để một cái phần tiếp nữa mình muốn chia sẻ cho các anh chị các bạn, theo định kỳ thì cái cây ngoài cái việc nó uống nước, các bạn tự cung cấp đầy đủ nước cho nó thì nó cũng cần phải có cái nó để ăn. Thì cái dinh dưỡng mà để bổ sung cho cái cây vàng lộc này thì mình thường hay dùng đó là N3M. Vì sao mình phải sử dụng N3M? Tại vì N3M là nó mục đích nó vừa cung cấp cái khoáng, các khoáng đa trung vi lượng, còn nó còn cung cấp cho cái bộ rễ, kích thích bộ rễ phát triển. Đối với những cây trong nhà thì rễ nó thường yếu, nên như vậy các bạn hãy sử dụng luôn sử dụng sản phẩm này nhé, N3M. Các bạn có thể sử dụng chai lớn hay chai nhỏ thì tùy ý.
thì nó sẽ hỗ trợ cho phát triển bộ rễ. Cái nữa là mình kết hợp với dòng B1, dòng B1 mà cái loại màu đen này các bạn nhé. Cái loại này nè, nó có chứa cái amino acid đó, một số amino acid thì nó sẽ giúp cho cái lá tông màu lá của chúng ta sẽ được giữ được đẹp, được tươi. Và việc các bạn chỉ phần phun ướt đều lên trên lá và một phần chảy xuống gốc là được rồi. Khi phun phun xong rồi các bạn nhớ phun lại sơ nước để cho cái hàm lượng nó dư ở trên lá, nó sẽ chảy xuống dưới gốc, nó không có làm cho phồng lá các bạn nha. Chúc các bạn chăm sóc cây vàng lộc của mình được đẹp và bền. Nếu có điều gì thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ để lại comment ở phần bình luận. Bên mình sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn xem video thấy hay và ý nghĩa thì hãy like và share cho mọi người xem và nhớ ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào từ Ngọc Khang Gia Đình TV nhé. Một lần nữa Ngọc Khang Gia Đình TV nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở video clip lần sau.